Tôi đã kiếm 1 tỷ đồng trong 18 tháng nhờ kinh doanh bánh mì vỉa hè như thế nào? Vào những năm 2014 khi mà mới bắt đầu khởi nghiệp với xe bánh mì, trong vòng 6 tháng đầu tiên thì mình chỉ có 1 điểm bán thôi và 1 điểm bán đó không có lợi nhuận. Trong 6 tháng đấy, mình đã gặp rất là nhiều người thầy và đi học rất là nhiều những công thức nấu ăn ngon và học cách marketing và bán hàng. Đến tháng thứ 7 thì mình bắt đầu mở điểm bán thứ 2. Điểm bán thứ 2 thì bắt đầu mình có lợi nhuận nha các bạn. Và điểm tháng thứ 8 mình mở điểm bán thứ 3. Và 3 tháng thời đó, từ một ngày doanh thu của mình thu về khoảng 10 triệu. Khi mà đạt doanh thu khoảng 10 triệu một ngày thì cái lợi nhuận của mình nó tầm khoảng 3 triệu trên một ngày. Và từ nhờ những 3 điểm bán đấy mà hàng tháng mang về cho mình 100 triệu mỗi tháng. Và đến tháng thứ 18, những tháng tiếp theo mình vẫn mở tiếp nhá. Nhưng đến tháng thứ 18 thì mình đã đạt được cái lợi nhuận mang về cho mình là 1 tỷ đồng. Thực ra là 1 tỷ đồng lúc đấy rất to, nhưng mà mình đã làm được và mình tin mình có thể hướng dẫn lại cho tất cả các bạn làm được. Bạn bè nào muốn kinh doanh bánh mì thì hãy liên hệ cho mình hoặc bình luận dưới cái video này. Mình sẽ chia sẻ tất tần tật những cái gì mình biết làm sao để kiếm tiền từ mô hình kinh doanh bánh mì một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất và không mất quá nhiều tiền vốn. Hãy liên hệ ngay với mình. Phạm Đình Duy.